Chỉ là tình cờ thấy hạt đậu lăn trên bàn, người đàn ông liền phát hiện ra một bí mật đáng sợ, bởi vì điều này cho thấy trạm gác của họ đã nghiêng nghiêm trọng. Điều tệ hơn nữa là, do đội thay thế kế tiếp đã quá hạn 3 tháng mà chưa đến nên không chỉ nước uống tại trạm gác đã cạn kiệt, ngay cả thực phẩm trong tủ lạnh cũng còn lại rất ít. Để sống sót, đội 4 người đóng quân chỉ có thể ăn ít nhất mỗi ngày để duy trì thể lực cơ bản. Vào năm 2063 xa xôi, hầu hết các vùng đất trên trái đất đều bị ngập bởi lũ lụt, hiện tại chỉ có 2 vùng đất còn sống sót, do đó các quốc gia đều tranh giành đất đai và tài nguyên. Tranh chấp đã trở nên ngày càng khốc liệt, mà trạm gác quan trọng trên biển này chỉ có 4 binh sĩ đóng quân. Theo quy định, mỗi 2 năm sẽ có người mới thay thế, nhưng không biết vì lý do gì, rõ ràng đã qua thời gian quy định nhưng họ vẫn không thấy các đồng đội đến thay thế. Tuy nhiên khi mọi người rơi vào tuyệt vọng, ngày hôm đó, Sullivan đột nhiên thấy điều gì đó, anh ta lập tức gọi đội trưởng đến. Chỉ cần nhìn một cái, đội trưởng lập tức ra lệnh cho Casey bật radar kiểm tra. Hóa ra, họ phát hiện ra một con tàu không xa. Sullivan vui mừng nói rằng chắc chắn là tàu thay thế đã đến. Nhưng ngay giây tiếp theo, đội trưởng lại ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, bởi vì không chắc chắn đối phương là bạn hay thù, đội trưởng vì lý do an toàn đã phải làm vậy. Kỹ sư Henrik nghe tiếng báo động lập tức chạy ra, còn Casey tiếp tục gọi bên kia qua máy bộ đàm, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trạm gác gọi tàu xin hãy đáp lời. Lúc này, Sullivan và Henrik đã nạp đạn xong, nhưng đội trưởng đột nhiên thay đổi quyết định, nghĩ rằng trên con tàu có thể là đồng đội của họ, anh ta ra lệnh cho Sullivan lái thuyền nhỏ đi do thám tình hình. Mặc dù hơi thắc mắc tại sao lại chọn mình, nhưng với bản tính quân nhân tuân theo mệnh lệnh, Sullivan vẫn kiên quyết thực hiện lệnh. Khi anh ta dần tiếp cận con tàu, các chữ cái trên thân tàu cũng trở nên rõ ràng, con tàu này chính là tàu thay thế mà họ đã mong đợi. Nhưng anh ta hét lên vài lần vẫn không thấy một đồng đội nào đáp lại, dường như cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm. Sullivan lập tức lên đạn cho khẩu súng lục, sau đó leo lên tàu và báo cáo với đội trưởng qua bộ đàm, tôi đã lên boong tàu rồi, không có dấu hiệu sự sống. Lúc này, trong bộ đàm chỉ có tiếng nhiễu, vì lý do an toàn Sullivan đã tắt nó đi, không ngờ rằng hành động này suýt khiến anh ta gặp họa sát thân. Sullivan đi vào buồng lái, nhưng phát hiện nơi này hoàn toàn hỗn loạn, các thiết bị cũng đã hỏng từ lâu. Từ chiếc cốc nước có thể thấy rõ con tàu này đã bị bỏ hoang ít nhất vài tháng. Anh ta tiếp tục lục soát, không chỉ tìm thấy nhiều thực phẩm mà còn có 4 bộ trang bị bảo vệ cá nhân. Thấy vậy, Sullivan xác định đây chính là đồ của 4 người đến thay thế họ, nhưng giờ đây họ đã biến mất, anh ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, đội trưởng liên tục gọi Sullivan qua bộ đàm nhưng không nhận được phản hồi gì. Có lẽ vì linh cảm không tốt, đội trưởng lo lắng Sullivan gặp nguy hiểm, vì vậy anh ta bước vào buồng lái, rút ra chìa khóa vũ khí hạt nhân đeo trên cổ rồi yêu cầu Casey đưa chìa khóa còn lại. Khi 2 chiếc chìa khóa được cắm vào, thiết bị vũ khí hạt nhân đã được khởi động thành công. Đội trưởng lại gọi Sullivan, sau khi xác nhận không có phản hồi, anh ta chuẩn bị nhấn nút kích hoạt vũ khí. Ngay lúc đó, Sullivan cuối cùng cũng nhớ đến chiếc bộ đàm đã tắt của mình, không ngờ vừa bật lên. Anh ta đã giật mình kinh hãi, vũ khí đã được kích hoạt, nhắc lại vũ khí đã được kích hoạt, không có ai, hủy báo động. Đội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta ra lệnh cho Sullivan kéo tàu về, đồng thời hủy lệnh phóng vũ khí. Nhưng ngay khi đội trưởng rút chìa khóa, anh ta lại không trả chiếc chìa của Casey, vì anh ta cho rằng lúc tình huống khẩn cấp vừa rồi, Casey có chút do dự khi cầm chìa khóa, suýt chút nữa làm hỏng việc. Không lâu sau, Sullivan kéo tàu về. Biết rằng mình suýt chết dưới tay đội trưởng, anh ta lén lút chửi thầm một câu, đồ điên khốn kiếp. Nhưng với vai trò đội trưởng, anh ta còn gánh vác trách nhiệm lớn hơn, đó là làm sao để cả đội sống sót, và giờ thứ duy nhất có thể cứu họ về chính là con tàu thay thế đã hỏng động cơ. Đội trưởng lấy lại nhật ký hải trình, ngày nào cũng làm việc ngày đêm, cố gắng khôi phục lộ trình của tàu thay thế. May mắn hơn nữa, lúc này, Henrik cũng dựa vào tay nghề của mình sửa xong động cơ của tàu, điều này có nghĩa là mọi người có thể lái tàu trở về đất liền. Sullivan nghe được tin tốt liền lập tức đánh thức Casey đang ngủ, nhưng bất ngờ là khi Casey biết tin này không những không tỏ ra chút vui mừng, mà còn nói mọi hành động của họ phải được đội trưởng phê duyệt. Tuy nhiên ngày hôm sau, đội trưởng đã đưa ra một quyết định kỳ lạ, lập tức tháo rời tất cả các bộ phận trên tàu, cho đến khi nhận được lệnh từ cấp trên, không ai được rời khỏi trạm gác. Sullivan không hiểu nổi, thậm chí cãi nhau trực tiếp với đội trưởng. Để thể hiện quyền uy, đội trưởng lập tức định rút súng ra đe dọa, may là nhờ có sự can thiệp của Casey, đội trưởng mới đồng ý ngồi xuống bàn bạc với mọi người. Đồng thời để xoa dịu không khí căng thẳng, đội trưởng còn rót vài ly rượu uống cùng mọi người. Sau cuộc thảo luận, đội trưởng ra lệnh cho Sullivan và Henrik lái thuyền nhỏ về tổng bộ rồi báo cáo tình hình ở đây, yêu cầu tổng bộ cử đồng đội đến thay thế. Nhưng Sullivan lại không muốn vì anh ta không nỡ xa Casey yêu dấu, dù sao trong những năm qua, anh và Casey đã làm những việc không dành cho trẻ con. Vì thế anh ta tìm gặp cô ấy, thuyết phục Casey cùng mình trở về tổng bộ. Có lẽ vì lý do khó nói, Casey kiên quyết không đồng ý. Thấy Sullivan vẫn không từ bỏ ý định, Casey đành phải dùng đến chiêu cuối, tôi không yêu anh đồ ngốc, nếu đó là điều anh muốn nghe. Quả nhiên sau câu nói đó, Sullivan đau lòng quay lưng bước đi, không ngoảnh lại mà rời khỏi. Quả thật số phận của kẻ si tình là vô vọng. Sullivan lập tức thu dọn hành lý, mong rằng có thể rời khỏi nơi đầy đau thương này càng sớm càng tốt cùng Henrik. Đêm trước khi khởi hành, đội trưởng vẫn lo lắng dặn dò hai người phải ngủ một giấc thật ngon, bởi vì quãng đường về sẽ kéo dài tận 14 ngày. Nhưng ngay giữa đêm, tiếng báo động chói tai vang lên, hóa ra là radar phát hiện có tàu lạ xuất hiện. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, đội trưởng lần này lại không chờ xác nhận danh tính đối phương mà trực tiếp ra lệnh bắn pháo.
nhưng do khoảng cách xa cộng thêm tầm nhìn kém, phát pháo đầu tiên rơi thẳng xuống nước. Ngay sau đó, Henrik chuẩn bị bắn phát pháo thứ hai. Nhưng Sullivan chợt nhận ra hai sự thật kinh hoàng, chiếc tàu mà họ đang tấn công chính là tàu đội ca của mình. Đó là tàu của chúng ta. Henrik sau khi biết cũng đứng sững tại chỗ. Ai ngờ ngay lúc đó, đội trưởng lại rút súng ra đe dọa, anh ta bắt Henrik ngay lập tức bắn pháo. Khi thấy Henrik lắc đầu, đội trưởng liền nổ súng, may mắn là Henrik chỉ bị thương ở tai. Nhưng với tính cách cứng đầu, anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không ngờ đúng lúc này, Sullivan đã bắn pháo, trực tiếp bắn trúng tàu đội ca. Lúc này, Henrik không thể chịu đựng nổi nữa, anh ta bước thẳng về phía họng súng của đội trưởng. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Casey đã hạ gục đội trưởng, nhờ đó tránh được một cuộc xung đột. Ba người đã nhốt đội trưởng vào phòng chứa đồ, Casey nhân cơ hội lấy lại hai chìa khóa kích hoạt vũ khí hạt nhân. Ngày hôm sau, Sullivan mang đồ ăn cho đội trưởng, anh ta rất khó hiểu và hỏi tại sao lại phá hủy tàu đồi ca. Không ngờ đội trưởng lại tiết lộ một bí mật. Hóa ra theo phân tích của đội trưởng về lộ trình của tàu đồi ca, đã phát hiện rằng tàu đã đột ngột thay đổi lộ trình khi chỉ cách trạm gác 16 km, sau đó không đi được bao xa. Động cơ đã ngừng hoạt động, vì vậy có hai vấn đề rất đáng nghi. Thứ nhất là tại sao tàu đồi ca lại gần họ như vậy nhưng radar lại không phát hiện ra. Thứ hai là tại sao tàu đồi ca lại đột ngột thay đổi lộ trình, vì vậy đội trưởng có lý do nghi ngờ, trong số 4 người họ có kẻ phản bội. Mặc dù phân tích của đội trưởng rất hợp lý, nhưng Sullivan vẫn không nguôi bức xúc về việc đội trưởng phá hủy tàu đồi ca, vì vậy anh ta vẫn quyết định tiếp tục giam giữ đội trưởng. Ai ngờ sáng hôm sau, sự cố đã xảy ra. Lính canh khi đánh cá phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng, một bàn tay người theo lưới đánh cá bị kéo lên. Mặc dù anh ta rất sợ, nhưng vì tò mò vẫn tiếp tục kéo lên, ai ngờ lại nhìn thấy chính đội trưởng của mình. Sullivan sợ hãi ngay lập tức. Lúc này, anh ta mới nhớ ra một chuyện, sáng sớm khi mang đồ ăn cho đội trưởng, anh ta đã nhìn thấy đội trưởng nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Lúc đó anh ta còn nghĩ trong vùng biển rộng lớn này, đội trưởng có thể chạy đi đâu được, không ngờ bây giờ lại gặp chuyện bất trắc. Nhớ lại chuyện đội trưởng hôm qua nói về việc có kẻ phản bội trong nội bộ, Sullivan giờ mới thực sự tin. Anh ta lập tức tìm Casey để bàn bạc, hy vọng cô ấy có thể đến nơi tàu đồi ca bị phá hủy để xem xét, có lẽ có thể tìm thấy một số manh mối hữu ích. Ban đầu, Casey định đi một mình, nhưng không ngờ Henrik lại chủ động đề nghị đi cùng. Lúc ấy anh ta đâu thể ngờ rằng quyết định này sẽ khiến anh ta mất mạng. Trước khi đi, Casey đã chủ động hôn Sullivan, dường như cô ấy cũng nhận ra hành động này sẽ tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã lái thuyền nhỏ, tiến đến vị trí tàu đồi ca bị phá hủy. Mặt biển nơi đây đã bị bao phủ bởi nhiều đồ vật. Trong khi đó, Sullivan ở lại trạm đã phát hiện đội trưởng bị nạn, cộng thêm lỗ đạn trên đầu, Sullivan lập tức xác định kẻ phản bội chính là một trong hai người Casey và Henrik. Anh ta ngồi yên tại chỗ, đầu óc quay cuồng, nhớ lại mối quan hệ thân mật giữa anh ta và Casey suốt mấy năm qua, Sullivan tập trung nghi ngờ vào Henrik. Để xác minh suy nghĩ của mình, anh ta tìm ra hồ sơ nhập ngũ của Henrik, quả nhiên có ghi một số thông tin quan trọng. Henrik mắc bệnh tâm thần, chỉ vì có khả năng sửa chữa máy móc mới được nhận vào. Lúc này, Sullivan đã chắc chắn rằng Henrik chính là kẻ phản bội. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức lo lắng cho sự an toàn của Casey. Vì vậy, anh ta vội vàng cầm ống nhòm, bắt đầu quan sát tình hình của hai người. Chẳng mấy chốc, một chiếc thuyền nhỏ đã xuất hiện trong tầm nhìn, trên thuyền chỉ còn lại một người, nhưng vì người đó mặc áo mưa đội mũ, Sullivan cũng không chắc đó là ai. Nhưng đến tối, người trở về chính là Casey, vừa vào cửa cô nói rằng Henrik gặp tai nạn đã không may hy sinh. Casey tưởng rằng điều này sẽ lừa được Sullivan, nhưng cô đâu ngờ rằng Sullivan đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu. Tập phim hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại ở các tập kế tiếp.